Xin chào các bạn, đây là giao diện 3D Max sau khi mình cài đặt và mình mở lên. Thì để mà mình bắt đầu làm việc thì mình sẽ tắt đèn đi. Ở bên trái thì nó sẽ có cái phần Scene Explorer. Thì mình sẽ tắt đèn đi bằng cách là mình kéo cái này sang bên phải. Rồi mình tắt đây đi. Thì cái Scene Explorer này thì là nó truy cập tất cả những cái tài nguyên khi mình làm trong đây. Những cái gì hiển thị ở trong khung nhìn của mình thì nó sẽ ở trong phần Scene Explorer. Thì cái này thì mình có thể là bật tắt ở trên cái trang, ở trên cái thanh công cụ này, thì không nhất thiết là mình phải để sang bên cạnh. Nếu bạn để sang bên cạnh này thì mình thấy nó hơi bị hẹp cái phần khung nhìn của mình, thì mình sẽ tắt này đi và có thể bật tắt ở trên đây được. Đấy. Thì đầu tiên thì mình sẽ thiết lập qua một chút trước khi mình làm việc. Thì mình sẽ vào phần customize preference, mình sẽ tăng cái số lần undo của nó lên, là hiện tại đang là 20, thì hơi thấp thì mình sẽ để tầm khoảng 200. Đến ok vào lại là preference, thì mình sẽ vào phần file và chỗ auto backup nó là enable rồi, thì mọi người nên tích vào đây. Mặc định nó là tích rồi nhưng mà mình sẽ điều chỉnh lại một chút, thì cái số này là số lượng file backup nó backup thì mình sẽ để cao một chút, tầm khoảng 20 đi. Cái này là số phút backup, có nghĩa là mỗi phút là tầm khoảng 5 phút nó backup một lần đấy, thì cái này mình sẽ để tầm khoảng 10 phút backup một lần. Đó, ok. Tiếp nữa là mình sẽ vào phần gamma and LUT này. Đấy, mình bỏ tích đi. Tiếp nữa là mình sẽ vào điều chỉnh cái phần unit setup. Thì mình sẽ chọn cái đơn vị của nó, trong đây mình sẽ làm việc với đơn vị là cm, thì mình sẽ ấn vào metric chọn cm. Chỗ system unit setup mình cũng thế, mình chọn lại là một unit, một đơn vị của nó là 1 cm. Ấn ok. Ok lần nữa là xong. Tiếp nữa là mình sẽ vào phần đây là cái phần viewport, cái khung nhìn làm việc khi làm việc trong 3D Max. Thì mặc định nó sẽ chia cái khung nhìn làm việc của mình chia thành 4 phần đều nhau như này. Cửa sổ đầu tiên là chỗ này, nó front, mặt chiếu bên từ trước, mặt chiếu từ trên, mặt chiếu từ bên cạnh và mặt chiếu phối cảnh. Thì mọi người có thể là thay đổi cái layout của cái phần viewport này bằng cách là ấn vào dấu cộng chỗ này. Dấu cộng của mỗi phần viewport này nó sẽ có dấu cộng ở góc này. Thì ấn vào cái dấu cộng này vào phần config viewport này. Trong phần layout nó sẽ có những layout của cái phần viewport này. Thì mặc định nó là 4. Thì mọi người có thể chọn vào một bất kỳ ở trong cái layout ở đây. Mình có thể thay đổi. Chọn apply. Đấy, thì cái này thì tùy từng cái sở thích hay là cái công việc của mỗi người, thì mình có thể thay đổi cái viewport này cho nó phù hợp. Còn đối với mình thì mình cứ để mặc định thôi. Mình để mặc định là nó chia về đều là 4 này. Chọn apply. Ok. Tiếp nữa là mình sẽ có phần setup ở trong phần config viewport này. Trong phần display performance. Trong đây thì mình sẽ điều chỉnh lại cái phần texture, viewport image and texture display resolution là cái độ phân giải của cái ảnh mà nó làm việc khi mình cho cái ảnh hay là cho cái texture vào đây. Ở đây thì mình sẽ tăng cái tất cả những cái độ phân giải đây nó cao lên một chút. Hiện tại nếu mà mình để này thì một cái ảnh mình cho vào đây thì là cái độ phân giải nó khá là thấp. Để giả sử nhé, mình lấy một ví dụ nhé, cho tấm plane đây này. Cái này mình cho to nhỏ cái phần viewport này lên bằng cách là ấn phím Alt cộng phím W đây này. Cho to nhỏ, cho max viewport này. Đây, cái này gọi là cho max viewport lên thì là phím tắt của nó là Alt W. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho một cái ảnh vào để mọi người hình dung ra cái phần display resolution của nó. Cái này mình đang mở cái bảng vật liệu, thì phím tắt của nó là phím M. Để mình chọn cái setup lại cái phần này, mình chọn cái dạng này, cái phần mode này chọn cái dạng compact, còn bình thường thì mặc định nó sẽ là nha dạng kiểu nốt. Cái này mình sẽ chọn compact, thì là cái phần vật liệu nó sẽ ra cái bảng này. Đấy, thì mình sẽ chọn một cái ảnh ở bên ngoài đi. Giả sử mình chọn cái ảnh mà nó chọn ảnh này đi. Đây rồi, khi mình có một cái ảnh ở bên ngoài và mình muốn gắn vào đây nhá. Giả sử là mình làm việc thì mình sẽ có cái ảnh tham khảo mình muốn gắn vào đây này. Thì mặc định khi mình chưa setup
thì cái ảnh nó có độ phân giải khá là mờ, nó nhìn nó bị lem nhem và gần như là mình không nhìn rõ cái chi tiết nào cả. Thì để mà làm rõ cái chi tiết ở đây thì mình sẽ phải điều chỉnh lại cái độ phân giải của nó, tại vì hiện tại vừa rồi mình chỉ ấy, thì cái phần display performance thì cái phần texture map này nó chỉ là 512 và phần viewport background environment là 1024, thì do đó thì cái độ phân giải của cái ảnh này khá là thấp. Thì mình điều chỉnh lại bằng cách là vào phần đây config viewport display performance thì mình tăng cái này lên một chút, tăng lên là 4096 này. Cho cao lên một chút, cái này thế và cái phần anti-aliasing quality thì mình sẽ cho cái này cao nhất là 8x8, chọn apply, ấn ok là xong. Đấy thì bây giờ là cái ảnh mà mình vừa cho vào đấy thì là nó có cái độ phân giải nó nét như này, còn vừa lấy lúc trước thì là nó bị mờ. Đó. Rồi thì đấy là cái cách mà mình làm cái độ phân giải cho cái ảnh mà khi mình import vào nó cao hơn. Tiếp nữa là mình sẽ config vào phần trong đây nó có phần static là cái phần mà nó hiển thị cái thông số của những cái mô hình mà mình làm. Thì trong đây nó có phần polygon là cái số lượng polygon, là số lượng đa giác. Chị ăn cầu cao là cái số lượng tam giác. Cái chỗ này là cái phần vertex cao là số điểm. Cái này số cạnh, cái này số frame của từng số frame trên giây. Giả sử mình tạo một cái ấn ok đi. Giả sử mình tạo một cái teapot này, một cái khối này. Thì mình cho nó hiển thị là tất cả những thông số này thì là nó sẽ hiển thị lên. Apply ok. Và để mà nó thì nó show những thông số này ra ở góc này thì phím tắt của nó là số 7 trên bàn phím, thì là nó sẽ hiển thị tất cả những thông số của vật thể của mình, số đa giác này, số tam giác này, số cạnh, số điểm và cái khung nhìn, cái số frame trên giây. Đấy. Thì bật tắt cái thông số này bằng cách là ấn phím số 7. Đấy. Tiếp nữa thì mình sẽ nói về cái cách để mà thao tác khi mình tạo một vật thể thì mình xoay như thế này này, bằng cách là ấn ở phím an và chuột giữa. Thì trên màn hình trên màn hình thì các bạn có thể thấy là cái phím tắt mà mình đã hiển thị lên bằng cái con chuột, xong rồi có phím an này này. Đấy. Đấy, an chuột giữa thì là mình xoay chuột giữa, chỉ ấn chuột giữa không thì là mình sẽ pan, mình sẽ mu cái vật thể của mình sang trái hay sang phải, lên trên xuống dưới này, góc khung nhìn của mình. Và để mà zoom thì mình sẽ ấn an control chuột giữa. Đấy. Thì mình sẽ zoom ra zoom vào, hoặc là mình sẽ có thể cuộn cái chuột giữa. Cuộn chuột giữa thì là nó cũng zoom ra zoom vào như này, nhưng mà nó bị giật giật chứ nó không smooth như là cái việc là mình ấn phím control an vào chuột giữa này. Đấy. Thì mình ấn phím control an chuột giữa thì là nó sẽ zoom sát cho mình như này. Đấy. Đấy. Thì đấy là cái việc thao tác khi mình tạo một vật thể và mình xoay xung quanh cái vật thể đấy, thì mình sẽ có vài cái phím tắt này.